Chào các bạn đã quay trở lại kênh Bất Động Sản ACB Land. Sản phẩm chào bán hôm nay là lô đất tọa lạc tại khu dân cư Kiều Đàm, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Lô đất có tổng diện tích là 202,5m², trong đó chiều rộng là 7,5m và chiều dài là 27m. Đường trước lô đất rộng 7m, ô tô vào tận nhà. Nào chúng ta hướng vào màn hình để xem giao thông dẫn đến vị trí lô đất mà khách hàng đang gửi bán có thông thoáng thuận lợi di chuyển hay không nhé các bạn. Lô đất tọa lạc tại hẻm 793 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, cách tòa nhà Sunrise City View khoảng 1km. Nào chúng ta bắt đầu di chuyển từ tòa nhà Sunrise City View đến lô đất khách hàng đang giao bán, cho các bạn dễ hình dung vị trí bất động sản giao bán nó có dễ di chuyển hay không nhé. Bây giờ chúng ta đã đến vị trí lô đất mà khách hàng đang gửi bán. Vị trí lô đất này cách tòa nhà Sunrise City View chỉ 1km. Đường trước bất động sản đang giao bán rộng 7m, xe ô tô đi thoải mái rộng rãi. Thông tin về bất động sản đang giao bán có các nội dung cơ bản như sau. Diện tích đất là 202,5m², trong đó diện tích đất thổ cư là 130m², còn lại là đất nông nghiệp. Chiều rộng lô đất là 7,5m và chiều dài lô đất là 27m. Hướng lô đất nhìn về hướng nam đón gió mát cả ngày. Đường nội bộ trước bất động sản giao bán có chiều rộng 7m, xe ô tô lưu thông thoải mái. Pháp lý sổ hồng đầy đủ. Giá đang được chào bán là 24 tỷ đồng. Nếu các bạn quan tâm và muốn biết chi tiết hơn về thông tin bất động sản đang giao bán, vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua số 0983 383 509 để được tư vấn. Còn bây giờ chúng ta hướng vào màn hình để xem hình ảnh cư dân sinh sống xung quanh bất động sản đang giao bán và giao thông nơi bất động sản có thông thoáng hay không. Hẻm rộng 7m, xe ô tô lưu thông thoải mái. Từ vị trí lô đất cách mặt tiền hẻm 793 chỉ 105m thôi các bạn. Một vị trí đắc địa, ngay khu trung tâm quận 7, gần siêu thị Lotte Mart, gần trung tâm thương mại Vivo City và nhiều tiện ích khác tại quận 7. Từ vị trí này, bạn chỉ mất từ 5 đến 7 phút là di chuyển đến quận 4 và chỉ mất từ 10 đến 15 phút là qua đến trung tâm quận 1. Còn di chuyển về hướng quận 5, quận 8 thì chỉ mất từ 5 đến 10 phút là đến quận 5 và quận 8. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy cho mình một like để giúp mình vượt qua các thuật toán kiểm duyệt tương tác của YouTube. Mọi ý kiến trái chiều các bạn vui lòng comment vào phần mô tả của video này. Mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Và nhớ, đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video bản tin tiếp theo của mình.